Hello, chào mừng tất cả anh em quay lại với kênh của mình ngày hôm nay nha. Rất là lâu rồi mình chưa có bắn ở map sa mạc này, nên là theo như ý kiến của anh em là mình kêu mình là làm một trận ở map sa mạc, thì hôm nay mình sẽ làm một trận ngay xuống ở khu biệt thự này ha. Nhìn hồi nãy là thấy là rất là đông người là bay xuống đó, nhưng mà không biết có xuống khu biệt thự này không hay là qua hết bên khu sa mạc tinh kia. Đó, mình thấy nè, một team bay bên phải mình. Một dù, hai dù, ba dù. Mình xuống trước rồi nhé. Nhưng mà hơi ít dù vậy ta. Hồi nãy trên đầu mình thấy đông lắm mà giờ cắm xuống đây chỉ còn có 3 người thôi. M16. Ồ, không có ai hết. Nghe tiếng súng bắn bừa anh em ơi. Đây UMP này, ok. Giáp nón đầy đủ rồi, công qua thôi. Ôi bốc khói rồi. Một bạn này trốn ở đây hả? Được đúng có một kill thôi. Thanh niên này ăn mất hai kill. Ô bên ngoài này. Kê mình hả? Rồi còn nóc nha. Gạt luôn. Không biết là còn đồng đội ở bên nhà đó không. Hồi nãy chắc nhảy xuống đông quá nên là không có dám vô đó anh em ơi. Ơ chạy kìa. Lên chơi tầng 2 này. Biết ngay mà. À thanh niên này tính đó. Núp anh em ơi. Ló ra nè. Để là mình công qua luôn nha. Chứ thanh niên là không có chịu ra đâu. Chuồng ngựa có tiếng súng anh em. Tiếng của cái mùng tạc đó. Ôi lại bắn nữa kìa. À cái này thì ngó nè. Không nóc được kìa. Trời, gắn cái silent vào. Giặt quá đi à. Để mình đẩy qua nhà dài này đi. Xử thanh niên bên này trước nha. Gì đây? Trời, con boss. Ôi thanh niên đang bắn con boss anh em ơi. Nè nè nè, đừng có KS nha. KS hả bạn ơi, yếu lắm rồi đó. Giết mất con boss của mình. Dám giết con boss của mình hả? Rồi, 3 kill đầu tiên. Mấy team kia là nhảy hết bên trên sân mà tinh rồi anh em ơi. Ngày xưa là hay nhảy ở khu biệt thự này lắm. Nhưng mà nay toàn là lên trên sân mà tinh nhỉ. Lạ thật sự. Đây, thanh niên chuồng ngựa lại bắn nữa kìa. Đợi tí mình lên mình hút xác bạn nè. Không biết là còn hay là đã đi rồi đây anh em. Ồ, màu này là đi rồi đó. Có hùm xác kìa. Thôi, quay lại anh em ơi. Ê, trên bản đồ hiện cái bàn chân nè. Trốn sau đóng rơm. Nấp thì nấp luôn đi. Bài đặt. Ai mượn mạng di chuyển. Chết không. Ôi, trời ơi, thục trượt anh em ơi. Tự dưng cái lại di chuyển làm gì để cho mình phát hiện ra mình giết vậy không biết. Ôi, còn cầm súng lục nữa chứ, nghèo quá đi à. Cho sao mà tiếng bắn đâu dữ quá anh em ơi. Nhanh chân nào. Làm luôn cái bình nước này mình đẩy lên chứ không lại chết hết nữa. Mới được có 5 kill à. Ở trận mà sa mạc này thì mình sẽ cố gắng là tìm một cái súng ngắm để mình bắn nha anh em ơi. Lâu rồi cũng chưa có bắn súng ngắm. Với lại chơi ở map sa mạc này thì nên là bắn súng ngắm nó sẽ lợi thế hơn là cầm cái sập kinh. Vì đầu game mà nên không có nên phải cầm tạm cây DPS này anh em ơi. Ô, bên đường kìa. DPS bắn có tiếng trăng gần mình. Ê anh trai, anh trai bình tĩnh nào. Ui hú hùng luôn. Mình quên đóng cái mui lại anh em. Bắn yếu máu quá trời luôn. Ê. Một viên là mình đi rồi. Hên thật sự luôn. Cái này có hai cái hùng đồ nè. Đẩy qua đây bạn ơi. Nghe tiếng chân là áp sát mình rồi đó. Quăng nét nè. Đóng cửa lại. Đó. Làm sao mà nét được mình. Này đồng đội đúng không? Qua đây. Hồi nãy là có thanh niên kia ở bên phải. Trời ơi mình kêu cầu thang. Chết nè. Sợ chưa? Hy vọng là game hãy xóa cái DPS này đi. Chứ để cái này cận chiến mạnh quá đi à. Chơi game nó mất công bằng anh em ơi. Kiếm thanh niên ở bên phải này nữa thôi. À chạy ra bên trái rồi. Chạy qua để cứu đồng đội đó anh em ơi. Để xem thử đi. Nhưng mà chỗ kia trống lắm không có đi được đâu. Đang trốn sau cái xe á. Bị con boss nó bắn nữa kìa. Thanh niên quá đen rồi. Tính đúp ở đó mà bị boss bắn nữa chứ. Rồi bây giờ cho qua nét qua. Xong là mình đẩy luôn nha anh em ơi. Ok. Lên luôn.
Trời ơi, rocket. Rocket mà gặp ngay M46 đây thì cũng chết thôi bạn ơi. 3 kill nữa nè, 8 kill. Còn lại 30 người. Có hộp thính kìa anh em ơi, mình qua đó mình kiếm cái ốp nha. Ôi trên đồi bắn đâu kìa. Ngon luôn. UNB nha, để mình lên mình thám thính tình hình thử đi là có lụm được kill nào nữa không nha. Nè cái hùm đồ ở đây mà người đâu rồi? Trông có vẻ là nguy hiểm quá anh em ơi. Không biết thanh niên trốn ở đâu đây nữa. Giờ hùm thính nó rơi tích ở bên kia. Nhà đá này không có luôn kìa. Trời ơi, gặp ngay là bé Na nấp ở bên trong nhà rồi anh em ơi. Nên là pha này không công được đâu. Cũng không đi kiếm nữa. Mình quay lại mình lấy con xe, mình đẩy qua hùm thính kia mình ăn nha. Gỡ cha đi, lát nữa mình giết sau cũng được, không cần phải chết sớm đâu. Cho thanh niên này top 2 cũng được nha. Cứ ngồi im đây sẽ lấy top 2. Đừng có di chuyển ở đâu mà gặp mình nha. Ô la la, một bạn ăn thính này bỏ chạy. Thính của mình bạn dám ăn hả? UFO Mỹ hả? UFO x mới chịu. Mà không thấy đồ rơi ta, hình như chưa ăn hả? Ôi chuẩn luôn nè, thanh niên chưa ăn anh em ơi. Ngon phải ta. Được cái giáp 3 mới, trời cây MK14 hả? Thôi không bắn. Thà là M24K98 chứ cầm MK14 không thích anh em ơi. MK14 để mình xái đi. Bò vào hướng bên trong khu power này là phải có đồng đội bên trong này. Mình đợi tí đi, biết đâu đồng đội tới cứu thì sao. Trời nấp kỹ quá ha. Nấp kỹ quá đi à, mình không có thấy ở đâu hết ạ. Ở đâu rồi ha, bò ở đâu mình không thấy ta. Bò chỗ nào nhỉ? Chắc không có. Ôi, hết hồn à. Đó, có tiếng súng á, phía trước mặt này anh em ơi. Có khả năng cao là đồng đội của thanh niên này. Mình gạt đi, tìm cái scope. UFO là phải là giàu lắm đó nha. Trời ơi. Đó, X6 nè, mình tưởng là không có X6 cho mình chứ. M24 đây rồi anh em ơi. Lụm nha, lụm nha. Trời ơi, lâu lắm rồi là chưa bắn cả súng ngắm nha. Trận này là quay trở lại map sa mạc này, hy vọng là sẽ một trận bùng cháy với cây súng ngắm này. Rồi đi thôi. Có một cái scope thì hơi bất lợi. Để ngó thử đi. Bắn ở đâu hướng tầm dưới đồi đó anh em ơi. Đẩy xe qua. Trời ơi, công vui rồi anh em ơi. Áp sát mình hả? Đủ sâu công đó để mình cho qua. Khói xong rồi mình lại mình công luôn này. Hết bom rồi, cho bom lửa cũng được. Ra đây bạn ơi. Đâu rồi? Ai da, ai da, ai da, ai da. Không đau quá anh em ơi. Còn đúng có một viên nữa thôi là ngụm cung tỏi là lên thiên đường rồi. Ê anh trai ơi. Hình quá đi, thanh niên không có thấy mình. Anh trai bỏ qua mình rồi. Chết nè. Yeah. 12 kill anh em ơi, còn lại 13 người nữa. Cố gắng là mình giết hết thì trận này cũng trên được 25 kill. Ô vừa nói xong cái còn 24 kill. Thôi không sao, 24 kill cũng được. Giờ tìm cái hồn thính nào mà có cái ốp thì ngon đó. Hy vọng là cái hồn thính ở đằng xa kia có ốp cho mình nhá. Còn hết vô nữa kìa. Né né thôi anh em ơi. Vừa hết luôn. Ủa thanh niên nào trải cái trắng nổ lốp xe kia vậy? Ê, nghe tiếng chân nha. Có tiếng chân anh em ơi. Núp ở đây. Còn trải cái gọi là phá lốp xe đó anh em ơi. Cho mình bị hư lốp xe xong rồi. Đứng ở bên trong phòng này sái mình hả? Trong là cũng có vẻ là chiến thuật đó. Nhưng mà chiến thuật này hơi bị lỏ rồi anh em ơi. Hồi nãy mình chạy mình né mất tiêu. Ốp nào. Công lý ở đâu? Công bằng ở đâu? Hỡi ông trời. Chạy 5.000 cây số đến đây nhưng mà cho cây AUG chứ không cho cây ốp. Buồn thật sự. Ngày xưa là ốp nó hay nằm bên trong hồn thính lắm. Mỗi cái hồn thính nó cho hai khẩu súng. Mà bây giờ, ủa mình nhớ là bây giờ tính ra là còn có một cây súng thính là nằm bên trong hồn thính đó anh em ơi. Hồi nãy cái hồn bên kia cũng chỉ có cây MK14 thôi. Hồn bên này thì chỉ có một cây AUG. Game đã giảm á, tỷ lệ mà ra cá cây súng nó nằm ở trong hồn thính rồi hả? Buồn dữ ta. Con này hả? Con này nó thu về sao mà tinh kìa. Ai cái đồi sao mà tinh đẹp nhỉ? Vừa nói đẹp xong cái là
Nó nghe cái đất vô đập thẳng vào sàn mặt tiền. Thay đổi con xe mới đi. Hồi nãy đã đèo mà trốn á. Nhằm Becando là có thêm làm nhảy không ta? Qua hướng bên đó xem đi. Chạy chạy. Rồi rồi anh em ơi, chắc thấy mình. À, đang ngó ai bên kia? Nào nào. Headshot. Nón hai một viên. M24 là tiếng bạn lên thiên đường. 271m anh em ơi. Hồi nãy là ngó qua hướng bên này nè. Khu nhà này không nghe tiếng ai hết. Trên đồi này chết thử đi. Không thấy ai. Ok, thôi đi anh em ơi. Các thanh niên hồi nãy bắn cò đó. Mà sa mạc làm gì có cò. Bắn mấy con hổ hả? Đây, bé na à nhầm. Cậu bé chạy marathon. Ồ, không hết sốt được pha đầu, tiếc vậy ta. Lạng này thì lạng nè. Đánh võng hả? Ghê nhỉ. Đánh võng hổ cái nữa đi. Red Bull Nochi Noche à. Đã quá anh em ơi, tính ra bắn súng ngắm tầm xa sướng thật sự đó. Giờ còn lại 8 người à. Thôi mình đi vô bo nha, bên này hết rồi. Hôm nay mà không có cái ốp cho mình nữa thì giỏi luôn đó. Ôi lại AUG nữa, what? Cái gì vậy? Toàn là AUG thôi anh em ơi. AUG thì cũng ngon đó, nhưng mà mình có rồi, mình không có thèm nữa đâu bạn. Có xe ở bên khu nhà kìa. Chỗ này là mấy thanh niên là hay cam xuống sao mà tinh lắm anh em ơi. À thấy rồi, bên trụ sống kìa. Ui, đông vậy. Team 4 hả? Team 4 anh em ơi, từ từ. Pha này phải là nóc được thì mình mới công vào nhá. Phải áp sát nữa thôi. Mình mở sang cánh bên phải này nè. Chứ góc bên này không thấy được chỗ bắn. Ok, dừng ở đây đi cho địch nó khỏi nghe tiếng xe của mình. Đâu hết rồi? À, chạy sang bên trái. Leo lên bên trên nóc nè. Nằm. Ui, đâu ra cái hồn vậy? Bị lát anh em ơi, không thấy cái hồn ở chỗ đây. Lại thêm một bạn nữa kìa. Được. Ngồi nè, một viên. Ok liền anh em ơi, công luôn công luôn. Pha này là phải tận dụng lợi thế là đẩy lên. Mình qua bên trái luôn nha. Mình dừng ở sau cái nhà kia xong rồi mình đập nét lên bên trên. Đó, chơi là phải có chiến thuật. Nét là vô địch. Ngó mình à, nhảy xuống rồi. Trời ơi, nó mà dăng xa một tí nữa là có khả năng là nóc đó. Nên đang kê mình ngay góc đó mà. Ô, ném nét mình kìa, không nóc nữa kìa. Nhưng mà yếu máu rồi. Giờ quả đây mình cho lên bên trên này. Thanh niên đang hồi máu bên trên đây. Hồi máu nè. Ây da, quăng smoke cắt kiểu con đại biểu nhỉ. Đẩy luôn hả? Hổ báo nè, yếu rồi. Ok, team Trung Quốc nhá, nóc 1. Gạt luôn nè. Hồi báo vị trí. Một cái đồng đội đằng xa nữa, team 4 anh em ơi. Nhảy xuống luôn kìa. Hổ báo nè. Ủa, Trung Quốc nhưng mà có kèm Việt Nam nữa. Rồi kèm thêm Indo nữa anh em ơi. Trung Quốc, Việt Nam và Indo chung một team. Quang bom lửa, còn một thanh niên nữa thôi anh em ơi. Clear team này là mình top 1 chắc rồi. Gạt luôn đi cho khỏi báo vị trí này. Gạt nữa là còn lại 4 người, 4 người mà trừ mình thì còn 3. Tiếng trang ở sau thùng gỗ này, chắc đang kê mình. Để mình cho qua net qua rồi mình đẩy luôn. Headshot. Ôi hơi sớm tí anh em ơi, không nóc được. Đây rồi. Bị công nét mà làm sao đẩy mình biết mình ở chỗ nào được. Yeah. 19 kêu anh em ơi, clear team này. Ui x8 đây rồi. Mai giờ mình có cái x8 cho mình đó. Còn 3 bạn nữa. 3 bạn nữa thì mình sẽ cố gắng là giết bằng cái súng ngắm này nha anh em ơi. Ui. Ốp đây chứ ốp đâu anh em ơi. Tính ra là mấy cái hồn thính ở map Mirama này hơi bị cái ốp đó nha. Này là thanh niên nhặt được ở đâu đó. Mình nằm ở giữa bo luôn. Bo này mà không top 1 nữa thì bo nào top 1 anh em ơi. Cầm mốt mà đứng ở map sa mạc tầm trên cao này cứ là nỏ xuống sa mạc tinh này thì ai mà chịu nổi. Ơ anh em có thấy không? Trời, thanh niên bị lát kìa. Tôi không dám nhìn nữa anh em ơi. Nhìn là bị khó ạc đó. Mấy điều tra viên là mình ở đây là mình thấy là bị lát nên mình mới thấy. Còn điều tra viên họ không có thấy mình đâu.
Họ không có biết. Cái là họ có ạc mình là không nhìn nữa đâu anh em ơi, nhìn một pha đó thôi. Sợ lắm rồi. Nào bắn đi. Ok, có tiếng súng bên trái này. Này thì ngó nè. Ây da, thanh niên cũng có súng ốp luôn. Nhầm súng ngắm chứ. Vậy là hai bên khu nhà này và một bên phải kia. Chạy qua cứu này. Góc này không bắn được anh em ơi, mở sang trái một tí đi. Chỗ này vẫn không thấy được, mở nữa nào. Mở càng rộng càng tốt. Chỗ này cũng không được luôn. Ở con xe này để mình set lại anh em ơi. Set up lại xong rồi mình nóc cái là mình cong xuống luôn. Nhưng mà phải giúp bằng cái ốp nha. Khó lắm thì mới bắn 14, 16 thôi. Nhặt cái ốp cuối game thì hơi buồn anh em. Lì nè, lại ngó nữa. Không sợ là mà. Thanh niên này không biết sợ mà. Nào, bây giờ là mình di sang bên trái nữa anh em ơi. Đó, hy vọng chỗ này hở ra để mình bắn được. Cứu ngay góc đó mà không có chỗ nào bắn được ta. Ồ, kiến thế. Nào, kê luôn này. Cứu xong sẽ chạy đó anh em ơi, là mình sẽ bắn. Mày giữ máu lắm rồi. Kiểu, ui, chạy nè. Không trúng thanh niên trước, cũng trúng thanh niên sau thôi. Bò thu rồi, bò chuẩn bị à, thu rồi anh em ơi. Chắc là đẩy qua sau lấy con xe đi đó. Mình chơi khô máu mấy bạn luôn nè. Mình bao vây ở đằng xa nữa. Ok, thấy con xe rồi. Đây, ngó hả? Ơ, sao lại thụt vô? Trời, K98 à. K98 nè. Mình cầm ốp, mình không có sợ đâu bạn ơi rồi. Tiếp tục anh em ơi. Hư hết giáp rồi. Cái thanh niên mà không có nón đó là bị hư hết giáp là cái chắc. Cứu luôn kìa. Cứu nè. Ui, bắn trúng thanh niên này. Thanh niên này không phải thanh niên nóc anh em ơi. Bây giờ phải chơi 14, 16 thôi. Bo thu rồi. Hết là phạm vi để bắn cái ốp rồi. Nên là cận chiến anh em ơi. Nhanh rồi mình còn đi bo nữa nha. Bo này đau lắm. Nóc 1 này. Chạy, bạn chạy đi đâu? Bạn chạy đi đâu? Ủa, cái gì vậy? Trời, chỗ đó có cái bức tường. Ngồi đó hả? Nè, mình tặng cho bạn qua đét này để bạn rút kinh nghiệm nha. Là đừng có bao giờ mà ngồi. Đừng có bao giờ mà ngồi dưới một chỗ. Vĩnh biệt người anh em Thái Lan nha. Còn một thanh niên nữa bên trong sao mà tin nữa thôi anh em ơi. Bo này mình lên ở trên đồi mình tỉa xuống thôi. Lấy ngay top 1 ở sẵn này. Chạy đi bạn ơi, trốn ở đâu kỹ vậy? Ôi đây rồi, cuối cùng cũng chạy ra hướng đây. Thôi chứ, ở ngoài bo mà máu ở đâu mà tăng vào đây được. Yes, top 1 anh em ơi. Lâu lắm rồi mới bắn chiếc Mirama mà đạt được top 1. Cầm cái ốp này vãi thì mới có, gọi là chưa được thỏa mãn lắm anh em ơi. Phải có một trận sau đây mình sẽ cố gắng là bắn thật nhiều kill với tay súng ngắm nha. Chỉ trận này mới bắn được có mấy kill à, chưa đã. Cảm ơn tất cả anh em đã xem hết video này nha. Và đừng quên là bấm cho mình một like, cũng như là một lượt đăng ký kênh. Và hãy đừng quên là bật lên nút chuông thông báo để có thể là nhận các video của mình sớm nhất có thể nha. Bye bye anh em.